Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cán bộ chiến sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, ngư dân về chấp hành các quy định của nhà nước về chống khai thác IUU, có trách nhiệm hơn nữa trong việc gìn giữ vị thế và danh dự của Việt Nam trên trường quốc tế, đảm bảo phát triển ngành thủy sản bền vững, khai thác đi đôi với bảo tồn nguồn lợi, gìn giữ sinh kế lâu dài cho người dân, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, duy trì nghiêm quân số trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán năm 2024.